Vâng, xin được kính chào quý vị khán giả của chương trình Trong Thế Giới Xe. Thưa quý vị, tuần qua rất nhiều sự kiện nổi bật trên lĩnh vực ô tô xe máy đã diễn ra tại Việt Nam và trên thế giới. Tất cả sẽ được ban biên tập của chương trình cập nhật ở những phút tới đây. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng với Phương Uyên bắt đầu ngay sau đây quý vị nhé. Taco ra mắt BMW C400X. Diễn biến chặng đua F1 2019 tại Áo. Mỗi tuần một xe, Kia Ceed hoàn toàn mới. Thưa quý vị, mới đây một lần nữa, Taco Trường Hải đã giới thiệu đến báo chí những hình ảnh cụ thể nhất về dòng xe Mazda CX-8 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là những ghi nhận chi tiết của chương trình Trong Thế Giới Xe. Vừa qua, Taco Mazda đã tổ chức buổi tri ân khách hàng đang sử dụng các dòng xe của hãng. Cũng trong dịp này, Taco đã ra mắt người tiêu dùng miền Nam chiếc Mazda CX-8, mẫu SUV 7 chỗ duy nhất của Mazda tại thị trường Việt. Taco là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam, đồng thời cũng là nhà phân phối các thương hiệu nổi tiếng gồm Kia, Mazda, Peugeot, Mini, BMW. Trong đó, Mazda là thương hiệu được Taco phân phối với nhiều dòng xe như Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6 và Mazda CX-5. Những sản phẩm mang đậm chất thiết kế Kodo cùng công nghệ SkyActiv, tối ưu hóa hiệu suất của động cơ, tiết kiệm nhiên liệu, êm ái và thân thiện với môi trường. Năm 2018, Taco Mazda đầu tư nhà máy hiện đại, đi đôi với những công nghệ mới nhất được chuyển giao từ tập đoàn Mazda Nhật Bản. Mazda CX-8 chính là sản phẩm thế hệ 6.5 đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam cũng như thị trường Đông Nam Á. Mazda CX-8 là mẫu SUV 7 chỗ full size cao cấp, có không gian nội thất rộng rãi, phù hợp với sử dụng cho gia đình. Sẽ sử dụng khung gầm của người anh em Mazda CX-9. Tuy nhiên, đã được cải tiến khoang động cơ gọn hơn để sử dụng động cơ SkyActiv 2.5 lít mới, hút khí tự nhiên. Bên cạnh đó, còn được ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp với tỷ số nén cao, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, hệ thống theo thế hệ 6.5 mới nhất. Mazda CX-8 được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như đa nắp ba, hệ thống loa Bose, màn hình HUD, hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, hệ thống an toàn chủ động thông minh. Song song đó là sự xuất hiện của nhiều công nghệ mới như ga tự động tích hợp với radar, hỗ trợ người lái tập trung và cảnh báo vật cản phía trước, hỗ trợ phanh thông minh và nhiều tính năng khác. Mazda CX-8 có 3 phiên bản là Premium với 2 tùy chọn 1 cầu và 2 cầu, All-Wheel Drive, Luxury và Deluxe, hướng đến khách hàng đam mê công nghệ mới, chú trọng các tính năng an toàn chủ động, tiện nghi và sang trọng. Cũng trong dịp này, Mazda đã giới thiệu ứng dụng Mazda Service trên smartphone nhằm tăng cường kết nối và chăm sóc khách hàng, tổ chức các chương trình ưu đãi, chăm sóc dịch vụ cho khách hàng tại hệ thống các xưởng dịch vụ của Mazda trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019. Song song với sự kiện ra mắt sản phẩm mới đến từ gia đình Mazda, thì Taco dường như có một tuần làm việc bận rộn khi tiếp tục trình làng một chiến mã mới đến từ thương hiệu BMW Motorrad, đó là chiếc BMW C400X. Taco là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức thương hiệu xe mô tô BMW Motorrad tại Việt Nam với đa dạng các dòng xe nổi bật như Adventure, R1200 GS, GSA, Sport, S1000RR, Heritage, R90, Touring, K1600B. Với dòng xe tay ga cao cấp phân khối lớn, BMW Motorrad vừa ra mắt người tiêu dùng hai mẫu xe BMW C400X và BMW C400GT. Mẫu xe BMW C400X sở hữu thiết kế đậm chất thể thao, được trang bị hệ thống đèn pha LED viền hình chữ Y dựa trên thiết kế của dòng xe Adventure GS nổi tiếng. Trong khi đó, C400GT là mẫu xe đường trường với thiết kế khí động học, giúp xe vận hành ổn định ở tốc độ cao. Đèn pha LED đôi được lấy cảm hứng từ các dòng ô tô cao cấp của BMW.
BMW Motorrad trang bị cho C400X và C400GT hàng loạt những công nghệ kết nối hiện đại như hệ thống kết nối thông minh Connectivity, vòng xoay điều khiển đa dụng Multi-Controller, chức năng First Mile Function. Cả hai mẫu xe được trang bị chìa khóa thông minh Keyless Drive, hai ngăn chứa đồ nhỏ phía trước được tích hợp cổng sạc USB 12V. Với cốp xe Flex Case độc quyền của BMW Motorrad có đủ không gian cho một mũ bảo hiểm Full Face và một mũ bảo hiểm 3/4. Hệ thống giảm sốc bao gồm phuộc ống lồng phía trước và hai phuộc lò xo giảm chấn thủy lực phía sau. Trang bị an toàn cho C400X và C400GT gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS cao cấp cho cả trước và sau, hệ thống cân bằng tự động ASC. Cả hai xe đều sở hữu động cơ 4 thì xi lanh đơn 350 phân khối hiệu suất cao, làm mát bằng dung dịch, cung cấp sức mạnh 34 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng 1 phút. Moment xoắn cực đại đạt 35 Nm tại 6.000 vòng 1 phút. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 9,5 giây và đạt vận tốc tối đa 139 km/h. Mẫu C400X hiện có hai tùy chọn màu sắc là Zenith Blue Metallic và Blackstone Metallic, có giá 289 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 299 triệu đồng cho phiên bản tích hợp hệ thống sưởi ấm ở yên xe và tay lái. Đối với mẫu C400GT, có 3 màu là Moonwalk Grey Metallic, Alpine White và Blackstone Metallic được phân phối với giá là 319 triệu đồng đã bao gồm VAT. Vì trong những số phát sóng trước thì chúng tôi đã từng đề cập đến những tính năng an toàn tiên tiến trên các dòng xe Audi. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là một phần trong số những thành tựu của hãng xe Đức mà thôi. Tiếp tục đề tài này thì Phương Nguyên sẽ thông tin đến quý vị khán giả những công nghệ khác cũng quan trọng không kém, đã góp phần làm nên tên tuổi của Audi trong suốt nhiều năm qua. Hệ thống an toàn 360 độ Audi Presence 360. Audi Presence 360 sử dụng dữ liệu từ các cảm biến radar và camera để phát hiện nguy cơ xảy ra các vụ va chạm với vận tốc lên đến 250 km/h. Người đi bộ và xe đạp sẽ được phát hiện từ vận tốc 65 cho đến 85 km/h. Nếu một vụ va chạm sắp xảy ra, các cảnh báo sẽ được đưa ra bao gồm tín hiệu hình ảnh, âm thanh và xúc giác. Nếu cần thiết, hệ thống sẽ cung cấp lực phanh hỗ trợ để giảm vận tốc của xe hoặc tiến hành phanh xe hoàn toàn tránh xảy ra va chạm. Bên cạnh đó, dây an toàn cũng được siết chặt, các ghế ngồi được điều chỉnh lại vị trí, đèn cảnh báo khẩn cấp được bật, các cửa sổ bên và cửa sổ trời sẽ đóng lại tự động. Tính năng xe tự lái Audi AI Traffic Jam Pilot. Với Audi AI Traffic Jam Pilot, xe sẽ đảm nhận nhiệm vụ tự lái trong điều kiện kẹt xe hoặc xe di chuyển chậm trên xa lộ ở vận tốc lên đến 60 km/h. Điều kiện cần thiết để tính năng Audi AI Traffic Jam Pilot hoạt động bao gồm: xe đang di chuyển trên xa lộ hoặc đường nhiều làn với giải phân cách và lan can, tình trạng kẹt xe diễn ra ở tất cả các làn đường lân cận, tốc độ của xe không vượt quá 60 km/h, không có người đi bộ và đèn giao thông xuất hiện trong phạm vi của các cảm biến trên xe. Audi AI Traffic Jam Pilot có khả năng thực hiện các thao tác như dừng, tăng tốc, đánh lái và phanh trong làn đường của mình. Nó cũng có thể xử lý các tình huống khi có xe cắt mặt ngay phía trước và tất cả các tín hiệu điều khiển cho hệ thống này đều được xử lý bởi bộ điều khiển trung tâm ZFAS. Hệ thống hybrid nhẹ Mild Hybrid. Mild Hybrid là hệ thống hybrid nhẹ bao gồm bộ pin lithium-ion, dung lượng 10 mAh, bộ chuyển đổi đặt ở phía sau xe và một bộ đề kim máy phát điện được kết nối trực tiếp với trục khuỷu của động cơ đúc trong, có khả năng thu hồi năng lượng lên đến 12 kW và 60 Nm. Khi người lái ngừng đạp chân ga trong giải vận tốc từ 55 cho đến 160 km/h, chiếc xe có khả năng thả trôi trong vòng 40 giây, động cơ đúc trong tắt hoàn toàn. Lúc này, Mild Hybrid sẽ cung cấp năng lượng để duy trì các tính năng điện tử, điều hòa nhiệt độ, trợ lực lái và các hệ thống điện khác. Khi tốc độ thả trôi xuống mức 22 km/h, bộ đề PAS sẽ khởi động lại động cơ đốt trong.
Việc khởi động của BAS được điều khiển dựa trên nhu cầu của người lái. Ngoài ra, động cơ còn có khả năng tự khởi động dựa trên sự tiên đoán trước. Đó là khi phương tiện phía trước bắt đầu di chuyển cho dù người lái vẫn đang đạp chân phanh. Hệ thống sạc xe không dây Audi Wireless Charging. Pin của các mẫu xe điện Audi có thể được sạc không dây bằng công nghệ Audi Wireless Charging. Công nghệ này sử dụng một miếng đệm dưới sàn có khả năng tạo ra dòng điện xoay chiều. Khi người lái di chuyển xe tới đúng vị trí sạc, miếng đệm sạc sẽ tự động được nâng lên và bắt đầu quá trình sạc ở mức 3,6 kW. Dòng điện xoay chiều sẽ được chuyển đổi thành điện một chiều, đưa vào hệ thống điện cao áp trên xe. Hiệu suất của quá trình nạp điện vào pin đạt trên 90%. Công nghệ này rất phù hợp đối với gara trong nhà hoặc bãi đậu xe ở nơi làm việc. Nó có thể hoạt động ngay cả khi trời mưa hoặc có tuyết nhẹ. Đồng thời, nó còn có khả năng chống trộm nhờ vào các bu lông được gắn chặt xuống đất. Audi Wireless Charging hoàn toàn không gây nguy hiểm cho con người và động vật. Từ trường chỉ được tạo ra khi xe kết nối với tấm đệm và quá trình sạc được diễn ra. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng đến với chuyên mục Mỗi tuần một xe. Kia Ceed 2019 sở hữu thiết kế lưới tản nhiệt dạng mũi hổ quen thuộc, cụm đèn pha đặt hai bên có thiết kế lớn và sắc nét hơn. Điều này giúp cho Ceed có một diện mạo hầm hố hơn trước. Ngoài ra, cụm đèn sương mù và hốc hút gió cũng được làm mới lại. Hốc gió có vị trí thấp hơn và cụm đèn sương mù có thiết kế cá tính hơn. Thân xe Kia Ceed 2019 về cơ bản không có nhiều thay đổi. Những đường nét trên thân được thiết kế mềm mại hơn, khoanh hành lý cũng có thể tích rộng hơn với 395 lít sử dụng. So với thế hệ cũ, Kia Ceed 2019 có thêm cánh lướt gió vây cá tích hợp trên nắp cốp, giúp kiểu dáng xe bắt mắt hơn. Bên cạnh đó, cụm đèn hậu LED mới cũng cho khả năng chiếu sáng tốt hơn. Cụm đèn phanh được thu gọn và đặt theo chiều dọc thay vì ngang so với phiên bản cũ. Bên trong khoang cabin, bảng điều khiển được thiết kế gọn gàng, màn hình giải trí với kích thước 5 inch. Tuy nhiên, khách hàng có thể tùy chọn loại 7 inch hoặc phiên bản cao cấp 8 inch cảm ứng, tích hợp định vị vệ tinh. Tất cả các phiên bản đều được trang bị kết nối Bluetooth. Đối với Apple CarPlay và Android Auto, chỉ được trang bị trên các phiên bản cao cấp. Cụm điều khiển trung tâm hướng vào người lái, nhiều chi tiết trang trí được phủ kim loại hoặc chrome. Kia Ceed 2019 sử dụng nhiều vật liệu cao cấp hơn. Khách hàng có thể lựa chọn nội thất bọc vải, chất liệu giả da hay da thật tùy với sở thích. Kia Ceed 2019 được trang bị kính chắn gió có chức năng sưởi. Đây cũng là chiếc xe đầu tiên của hãng xe đến từ Hàn Quốc ứng dụng công nghệ này. Xe còn được trang bị những tiện nghi khác như ghế ngồi có sưởi và làm mát, sạc không dây, dàn âm thanh JBL, chiếu sáng cabin tự động. Kia Ceed 2019 còn được trang bị những tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống đèn pha tự động, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo va chạm phía trước. Kia Ceed 2019 có 4 lựa chọn động cơ. Động cơ xăng 1.0 lít cho công suất 120 mã lực. Động cơ xăng 1.4 lít cho sức mạnh 140 mã lực. Động cơ diesel 1.6 lít cho công suất 115 và 136 mã lực. Tất cả các phiên bản động cơ của Kia Ceed 2019 đều đi kèm với hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khách hàng có thể lựa chọn hộp số tự động 7 cấp đối với động cơ 1.4 và 1.6 lít. Kia Ceed 2019 có hai chế độ lái là Normal và Sport. Trong đó, chế độ lái Normal sẽ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn và cho cảm giác đánh lái thoải mái hơn. Chế độ Sport giúp tăng cường phản ứng ga cho cảm giác lái mạnh mẽ và thể thao hơn. Thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trong Thế Giới Xe tuần này cũng xin phép được khép lại. Phương Huy xin được thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị vì đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi vào mỗi dịp cuối tuần. Mọi kiến đóng góp, mời quý vị hãy gửi về địa chỉ được hiển thị phía trên màn hình.
Còn bây giờ thì xin được kính chúc quý vị một buổi chiều cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở khung giờ này của tuần sau.